Hello mọi người, đây sẽ là video hướng dẫn cho các bạn các động tác giãn cơ mà các bạn có thể sử dụng cho lớp học của mình hoặc là cuối buổi tập của mình để giúp chúng ta có thể làm cho cơ thể của mình cảm thấy thoải mái nhất. Ok, các bạn sẽ bắt đầu tư thế mà mình đang nằm, đặt lưng xuống sàn nha. Nào, chúng ta sẽ nằm ra nào. Đặt lưng xuống sàn này, đầu tiên thì chúng ta sẽ co một gối về phía ngực, thả lỏng chân còn lại. Bây giờ mình sẽ hít sâu và kéo cái gối đó về gần ngực hơn. Thở ra. Hãy nhớ là trong bài giãn cơ này thì nhịp thở của chúng ta sẽ chậm và đều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái chân đó lên. Nào, nếu như mà các bạn có thể thì các bạn sẽ để hai chân thẳng như thế này. Còn nếu mà cảm thấy nó căng quá thì mình sẽ co cái chân đằng sau lên, chân dưới lên. Và sau đó thì tay các bạn sẽ nắm đắp chân, từ từ kéo cái chân đó về phía mặt mình. Mình sẽ giãn cái phần đùi sau, phần sau của cái chân này của mình ha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái động tác đấy nó giãn nhiều hơn, là cái phần chân của mình giãn nhiều hơn bằng cách là đưa mũi chân về phía mặt mình. Bạn nào làm được thì hãy duỗi thẳng chân dài ra nhá. Nhớ là để cho cái mông của mình, cái hông của mình nằm ở dưới đất, không nhấc mông lên. Hít sâu và thở ra. Mỗi lần thở ra thì các bạn sẽ có thể là kéo cái chân về phía mình nhiều hơn. Ok. Rồi, nếu mà mình cảm thấy là cổ chân của mình hơi căng thì chúng ta sẽ có thể xoay tròn như thế này. Và sau đó xoay ngược lại. Sau đó các bạn sẽ từ từ thả lỏng tay ra, đưa cái chân của mình về vị trí là tư thế là 90 độ. Sau đó mình sẽ kéo cái đầu gối đó vặn mình sang này. Nhớ là vai của chúng ta thì vẫn nằm ở dưới đất. Cái đầu gối này các bạn có thể là nếu có thể hạ xuống sàn được thì tốt, còn nếu không thì mình cứ giữ như thế này nha, không sao hết. Hít sâu vào và thở ra. Ok, bây chúng ta sẽ đổi bên nào. Thu gối về, trả lại. Đổi chân, co gối về ngực. Hít sâu, kéo gối vào nhiều hơn. Thả lỏng phần thân trên. Nào, từ từ chúng ta sẽ kéo giãn phần sau của bắp chân và đùi sau. Hãy nhớ là nếu mà căng quá các bạn hãy co cái chân còn lại lên như thế này. Trong lúc đó thì chúng ta sẽ xoay tròn cổ chân và xoay ngược lại. Thả lỏng phần vai. Sau đó mình sẽ từ từ thả tay ra nào. Đưa chân về 90 độ, co gối, tay kéo gối và hạ xuống sàn. Mắt nhìn về hướng ngược lại. Nhớ là giữ cho vả vai nằm trên sàn. Nào, động tác tiếp theo thì bây giờ mình sẽ thu cả hai gối về ngực. Các bạn sẽ nắm tay vào như thế này, nhấc mông lên hoặc là cố gắng hạ mông xuống sàn. Đó, mình sẽ kéo gối về ngực này, kéo về này. Đó, đưa cái mũi của mình lên chạm vào đầu gối. Sau đó chúng ta sẽ massage cái phần lưng dưới của mình bằng cách là cuộn tròn người lên. Cuộn lên một vài lần nữa. Hít một hơi thật sâu và sau đó chúng ta sẽ khoanh chân, ngồi thẳng dậy. Và đó là ở tư thế nằm. Thì bên mình sẽ chuyển lên tư thế ngồi nhé. Ở tư thế nằm sẽ còn một vài động tác giãn cơ nữa. Nhưng mà đây là một cái chuỗi động tác mình hay sử dụng. Thì khi mà động tác ở tư thế ngồi này thì một là các bạn có thể hít sâu, mở vai, mắt nhìn lên này. Sau đó đổ người phía trước, giữ cho lưng thẳng. Bạn nào thích, nếu có thể làm được, chúng ta sẽ đặt tay xuống này, vẫn giữ cho lưng thẳng, hoặc là mình mở tay sang hai bên như thế này. Giữ cho lưng thẳng nha, và sẽ cảm thấy là cái phần cơ mông của mình nó giãn ra nào. Vươn dài ngược về phía trước, hướng cái ngực của mình về phía trước. Ok, bề chân nào ở đằng trước thì các bạn sẽ cho nó vào bên trong. Đổi chân, đây, vừa nãy chân mình ở đằng trước như thế này, bây giờ mình sẽ đổi ngược lại. Ok, nào hít một hơi thật sâu, vươn vai. Ngồi thẳng lên này, đổ người phía trước nào, đổ người đưa cái ngực mình hướng về phía trước. Đó, tay mình để đằng sau hoặc để sang hai bên đều được nha. Khi mình hạ xuống như này thì các bạn sẽ thấy ở phần mông của mình ấy,
cái mông mà của cái chân ở đằng trước ấy nó sẽ giãn ra, cảm thấy rất là thích. Rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ hít sâu vào và ngồi dậy. Nào, tư thế tiếp theo thì mình có thể làm đó là tư thế 90-90. Nào, một chân đằng trước, một chân mình hạ xuống 90 độ, chân còn lại cũng 90 độ. Chú ý nhá, cái cẳng chân sau nó sẽ song song rồi, hoặc là nó đặt ngay trên cái mép thảm. Còn cẳng chân trước nó sẽ song song với cái mép trên của thảm, ok? Và mình cố gắng ấn cái hông này xuống này, ấn cái mông này xuống sàn, đúng không? Ngồi thẳng dậy nào. Sau đó các bạn sẽ đổ người phía trước, cũng tương tự mình sẽ giữ cho cái lưng mình thẳng. Nếu mà mình cảm thấy lạ, mình không xuống được sâu quá thì các bạn cứ chỉ cần là ngồi như thế này thôi, đổ người phía trước là được, ok. Nào, chúng ta sẽ đổi bên từ từ này, thả người về giữa này, nhấc đầu gối lên, đổi bên, hạ chân xuống, hạ đầu gối xuống này, đặt hẳn hông xuống, ngồi thẳng lưng, sau đó mới đổ người phía trước nào. Nghĩa là cố gắng giữ cho lưng thẳng nha. Rất là tốt. Sau đó chúng ta sẽ hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng dậy. Nào, để làm cho cái động tác giãn cơ này nó cho mình cảm nhận được nhiều hơn ý. Nếu mà các bạn đã cảm thấy là chúng ta đã dẻo rồi ý, chúng ta có cái khớp nó linh hoạt ý, thì các bạn có thể chuyển nó thành cái động tác đó là chim bồ câu như thế này. Thì cái chân sau mình sẽ duỗi dài ra này, đặt cái hông xuống sàn này. Cái này thì nó hơi advanced nhá. Thì bạn nào mà tập yoga rồi thì chúng ta mới có thể tập được cái tư thế này. Hoặc là bạn nào mà hông rất là dẻo ạ, chúng ta có thể tập được tư thế này. Thì tương tự mình cũng có thể đổ người phía trước nào. Hoặc là nếu bạn mà thích thì mình có thể là đưa tay ra sau này, kéo gót chân này, chạm vào mông này. Thì mình có thể vừa giãn cái cơ đùi sau, cơ đùi trước của cái chân sau cùng một lúc luôn. Trong yoga thì cái tư thế này nó gọi là tư thế còn thiên nga Swan Pose. Rất tốt, rồi thả lỏng ra từ từ nào. Chúng ta sẽ làm tương tự bên còn lại nhá, nhưng mà mình sẽ không xoay người sang nữa, mình sẽ nhấc chân lên này. Sau đó mình đưa cái đầu gối còn lại đặt lên. Chúng ta sẽ ngồi xuống trước, sau đó mình sẽ điều chỉnh cái hông của chúng ta sao cho nó vuông góc với cái mặt thảm, cái mép trên của thảm như thế này. Đó. Thì tùy các bạn ở mức độ nào, ở level nào thì mình có thể xuống sâu này. Nếu mà mình cảm thấy thích. Hoặc là mình có thể làm lại tư thế con thiên nga như vừa nãy. Nhớ là khi giãn cơ ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng là giữ cho cái nhịp thở của mình đều và chậm. Hít thật sâu và thở ra từ từ. Mỗi khi thở ra chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể thêm một chút. Nào, tư thế thiên nga thì các bạn có thể kéo như thế này. Đưa cái gót chân về phía mông, sau đó thở ra nào. Rất là tốt. Vậy mình sẽ chuyển sang tư thế gọi là runner's lunge. Thì mình sẽ đưa chân trái của mình lên, thì các bạn có thể đưa chân đằng sau lên nhé, đưa chân đằng sau lên. Đây là gọi là runner's lunge. Thì chúng ta sẽ giữ cho cái đầu gối của mình nằm ngay ở bên trên cái gót chân, được không ạ? Rồi, giữ cho chân sau của mình thẳng này. Thì các bạn nào mà có thể lên được thì chúng ta sẽ nhấc cái tay lên như này. Còn nếu mà cảm thấy khó quá thì mình đặt tay ở bên dưới. Khó quá thì mình đặt tay như thế này. Đó. Rồi, giữ ở đây khoảng tầm một chút xíu. Sau đó mình sẽ hạ cái đầu gối sau xuống này. Hạ đầu gối sau xuống ấy thì mình sẽ giãn cho cái phần cơ duỗi hông nhiều hơn nào. Bên mình sẽ ấn cái hông của mình xuống sàn. Đó, ấn xuống sàn như thế này. Rồi thả lỏng. Hít thở sâu, thẳng lưng. Rất là tốt. Nào, tư thế tiếp theo thì mình sẽ gọi là half split. Thì các bạn sẽ đẩy cái mông mình ra sau này, nhấc cái mũi bàn chân của cái chân đằng trước lên, đồng thời là cố gắng giữ cho cái chân này nó thẳng nhá. Chân thẳng, nếu mà không thẳng thì hơi cong một tí cũng không sao hết. Nhưng mà mình sẽ làm cho cái động tác nó giãn được sâu hơn bằng cách là nếu mà có thể mình chạm ngón tay xuống nhé. Bạn thẳng lưng này, đưa ngược về phía trước này. Đó, xong rồi hạ xuống. Đấy, đây là tư thế advanced nào.
nó sẽ giúp cho chúng ta giãn được sâu hơn cái phần đằng sau của chân đằng trước. Ok, rồi chúng ta sẽ đổ cái trọng tâm cơ thể về phía trước nhé. Đây, thì bây giờ mình sẽ giãn cho cơ đùi trước của chân sau. Nào, các bạn sẽ nhấc cái gót chân sau lên, cố gắng là kéo nó chạm vào mông này, chạm vào mông này. Nhớ là trọng tâm của mình thì sẽ đổ về phía trước một chút xíu. Nếu mà cảm thấy căng quá thì mình có thể giữ lại ở giữa thế này thôi nha. Mà nếu như mà các bạn không làm được thì thôi mình bỏ ra luôn ha. Rồi, tư thế tiếp theo thì mình sẽ giãn sâu hơn cho cái phần cơ co dưới hông này nhá. Thì mình sẽ lùi cái chân trước về 90 độ này, 90 độ này, thấy không ạ? Rồi, nếu có thể thì mình mới kéo cái chân lên, còn nếu không thì các bạn chỉ cần làm như thế này thôi ạ. Đây, mình sẽ xoay cái hông của mình này, xoay cái lòng chảo hông về phía trước này, đó, thẳng lưng này, như thế này thôi. Bạn nào mà căng quá là đã cảm thấy cái phần cơ này ở đây rồi. Mình có thể giơ tay lên, mình có thể đẩy hông sang cái bên đó và cảm nhận thấy phần cơ co duỗi hông của mình nó được giãn ra nhiều hơn. Còn nếu mà bạn nào cảm thấy muốn giãn sâu hơn ấy, thì chúng ta sẽ nhấc cái chân sau lên như này. Nếu như các bạn không đau nhá, còn nếu bạn nào đau gối thì mình sẽ không làm cái tư thế này nữa. Hoặc là các bạn sẽ phải đặt một cái gối ngay dưới cái đầu gối của mình. Và khi làm tư thế này ấy, thì chúng ta sẽ siết cơ mông. Cơ mông là cơ đối vận của cái cơ duỗi hông này. Khi mà một cơ nó siết thì cái cơ còn lại nó sẽ phải nhả. Ok, từ từ chúng ta sẽ hạ thả ra nào. Rồi, mình sẽ nhấc cái chân lên và quay trở lại động tác gọi là runner's lunge. Runner's lunge thì mình sẽ, lần này mình sẽ đặt cái tay ở bên trong của cái bàn chân nha các bạn. Đặt cái tay ở bên trong ạ. Đó, thế xong rồi mình sẽ xoay hướng này cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, mình sẽ đặt như thế này. Đầu tiên, sau đó thì mình sẽ đổ cái đầu gối ra phía bên ngoài, đúng không ạ? Nhấc cái gót chân, nhấc cái lòng bàn chân lên, đó như thế này. Đây gọi là tư thế con thằn lằn. Ok, thì nó sẽ giãn cho cái phần cơ hông của mình, cái phần hông của mình ấy, khớp háng đó. Đấy thì mình có thể xuống trên và giữ cơ thể ở trên cái khuỷu tay của mình như thế này. Còn nếu mà cảm thấy nó khó quá thì thôi, mình cứ giữ như thế này thôi nha. Đó, hít sâu và thở ra, đổ cái chân ra ngoài nhiều này. Đấy. Rồi, bây mình sẽ trở lại nhá. Tư thế runner's lunge này. Đưa cái đầu gối sát vào bả vai này, thẳng cái chân sau lên này. Các bạn sẽ nhấc hông lên nhá. Mình sẽ xoay ngang lại để các bạn nhìn thấy rõ hơn này. Mình sẽ nhấc cái hông lên như thế này. Đó. Nhấc cái hông lên này, ai làm được thì thẳng hết cả hai chân ra luôn, hạ cái gót chân sau xuống. Đó, đúng rồi. Đấy, mình sẽ giữ ở đây khoảng tầm một chút xíu để mình giãn cho cái cơ đùi sau này, gọi là hamstring đó. Hít sâu và thở này. Rất là tốt. Nào, bây giờ mình sẽ đi bộ cái tay của mình về giữa, đồng thời là mình cũng hơi xoay mũi bàn chân về đằng trước. Đây, mình sẽ xoay thẳng về đằng trước cho các bạn xem nha. Đó, xoay thẳng về đằng trước này. Rồi, mình sẽ thả lỏng cơ thể, thả lỏng cái phần thân trên nhé. Thì mình có thể là để tay như thế này, hay là mình có thể ôm lấy khuỷu tay của mình, thả lỏng phần thân trên cho nó rơi tự do. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lại đi bộ tay sang cái chân còn lại này, sang cái chân còn lại này. Mình sẽ hướng mũi bàn chân ra ngoài nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ từ từ hạ hông xuống, từ từ hạ hông xuống. Tư thế runner's lunge, nhớ là ở trong tư thế này thì mình sẽ để cho cái, mình sẽ xoay ngang chéo như này cho các bạn dễ nhìn lần này nhá. Đây là runner's lunge này, nhá. Bàn tay ở bên ngoài của bàn chân và đầu gối thì ngay ở trên cái gót chân, đúng không ạ? Rồi mình sẽ thẳng lên như thế này nhá. Nếu mà ai làm được ấy thì mình thẳng lên như thế này để cho cái cơ này nó được giãn ra nhiều hơn. Ok. Rồi, sau đó thì mình hạ xuống này. Hạ xuống này. Lại tiếp tục này, hạ hông sâu xuống sàn này, hạ cái đầu gối sau xuống, hạ hông xuống sàn. Đó. Hít thở đều. Nào, half split, nào đẩy mông ra sau này. Nhấc cái mũi bàn chân này trước lên này, nhấc mũi bàn chân trước lên này. Bạn nào mà không giữ thăng bằng được thì mình cứ chống tay xuống này cho dễ nha. Đó. Đẩy ngực lên phía trước này, đẩy ngực về phía trước này. Đó, sau đó hạ xuống để làm cho cái tư thế giãn cơ nó được giãn sâu hơn. Nếu mà cảm thấy nó căng quá thì mình sẽ dừng lại ở cái điểm đấy thôi ha, đừng cố.
quan trọng là mình phải cảm thấy thoải mái nhất. Ok, nào bây giờ mình sẽ co cái đầu gối trước về khoảng tầm về để cho nó tạo thành một góc 90-90 này. Đó, các bạn nhớ cái tư thế này không? Nào, dễ nhá, lựa chọn dễ nhá, là mình đặt cái bàn chân này, đặt cái chân này thẳng này thôi, xoay cái hông về trước này, đó, chỉ thế này thôi ạ. Nếu như các bạn đã cảm thấy nó căng rồi thì các bạn sẽ giữ ở đó, còn chưa thấy thì mình sẽ bắt đầu đi đến những cái lựa chọn tiếp theo. Lựa chọn đầu tiên thì mình có thể đưa tay lên này, đẩy hông sang cái phía ngược lại. Lựa chọn khó hơn nữa là mình co gối sau lên, nhớ là mình phải đưa trở lại về 90-90 này. Nhớ là mình, đây là lựa chọn nhé. Các bạn sẽ lựa chọn một trong những cái lựa chọn này để các bạn làm này, chứ các bạn không nhất thiết phải làm hết. Đẹp, tốt. Rồi thả ra nào. Nhớ tư thế con thằn lằn không ạ? Lần này thì mình sẽ đặt tay ở bên ngoài này. À bên trong, xin lỗi. Bên trong này. Đó, nhấc cái chân sau lên nhá. Rồi, đổ cái đầu gối xuống này. Đổ cái đầu gối ra phía ngoài này. Rồi, thả tay xuống. Đúng không thằn lằn chưa ạ? Ok, rồi chúng ta sẽ lên nào. Lên nào. Lên này. Mình sẽ nhấc hông lên nhá. Đó. Ai thẳng được chân thì thẳng luôn. Đúng rồi. Nào đưa ngực về phía trước, xong nó hạ xuống để làm cho mình được giãn được sâu hơn. Rất là tốt. Rồi tiếp theo ấy, mình sẽ bước cái chân sau về chạm với ngay bên cạnh chân đằng trước nha các bạn. Đây, như thế này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ từ từ này, trùng gối một bên này, trùng gối bên này, đổi bên này, trùng gối này, trùng gối này, đó. Rất tốt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trùng cả hai gối luôn, từ từ cuộn lưng lên. Hít sâu. Thở. Nào, đưa tay lên cao. Rồi mình sẽ còn một vài tư thế giãn cơ ở đây nữa nhé. Thì mình sẽ tương tự với cả lúc mà mình đang ngồi ấy, thì mình sẽ giãn cho cái cơ đùi trước này như sau. Các bạn sẽ kéo dùng tay của mình này, kéo gót chân về phía mông. Đó. Ai mà không giữ thăng bằng thì dựa vào tường như thế này. Đối với những cái bài tập thân dưới nhiều ấy thì các bạn chắc chắn là sẽ phải có cái động tác giãn cơ này trong bài tập của mình, chắc chắn luôn đúng không ạ? Ok, chúng ta đổi bên nhá. Nhớ là không để cho cái lưng của mình bị võng như này, mà các bạn phải siết cái mông lại này, siết cái mông lại này. Kéo cái đầu gối cho nó ít nhất là nó phải ngang bằng với cái đầu gối còn lại hoặc là làm sao. Đó. Mình sẽ cảm nhận được cái phần đùi trước này nó căng lên đúng không nhỉ? Ok, hít sâu và thở vào, thả ra. Rồi, một cái động tác cuối cùng nhá. Thì nó cũng vẫn là giãn cơ bắp chuối và cơ đùi sau thôi. Thì mình sẽ nhấc mũi chân lên này. Nó giống như cái động tác mà lúc nãy mình làm ở quỳ ở dưới thảm ấy. Đó, thì nó có tác dụng cũng khá là tương tự như vậy. Ok, mình sẽ đổi bên nhá, nhấc đầu gối lên. À, sorry, nhấc mũi chân lên, thẳng đầu gối chân sau. Cố gắng giữ cho lưng thẳng này các bạn. Tối kỵ nhá, tối kỵ là để cho cái lưng nó bị như thế này này. Đấy, chúng ta sẽ không muốn lúc nào cái lưng của mình thì cố gắng giữ cho nó ở trong cái thẳng, cái cột sống của mình phải thẳng như này. Còn nếu mà các bạn cong lưng ấy, thì các bạn sẽ rất dễ bị chấn thương ở phần lưng dưới, ok. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài cái bonus nữa cho các bạn nào mà thích giãn cơ cho cái phần eo này của mình này này. Đó, thì mình sẽ có thể làm một số những cái tư thế như sau này. Đưa cái chân phải, chân trái của các bạn ra sau này, đẩy cái hông sang bên đó. Rồi, nhấc tay lên đã, sau đó mình đẩy hông này. Đấy, xong mình vươn dài, kéo cái tay sang cái hướng đó. Rất tốt, đổi bên nhá. Làm tương tự như vậy. Đưa chân ra sau trước, nhớ là hai gót chân đều nằm ở dưới sàn và hai cái đầu gối thì đều hơi trùng. Thì cái tư thế này thì nó sẽ giúp mình giãn cái phần cơ duỗi hông và cái phần eo này, phần lườn này. Đấy, nếu mà các bạn tập bài bụng nhiều thì các bạn sẽ cảm thấy cái tư thế này rất là thoải mái, rất là thích, đúng không ạ? Ok, rồi, đây là một số những cái tư thế giãn cơ
mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ nằm, từ tư thế nằm cho đến tư thế quỳ và lên đứng. Ngoài ra thì nếu các bạn nào thích thì mình sẽ có thêm một bài giãn cơ ở trong tư thế ngồi và chỉ ngồi mà thôi. Nhưng mà nó sẽ không tập trung cho phần chân mà là tập trung cho cả phần eo và phần lưng dưới nhiều hơn. Ok. Rồi, chúc các bạn có một buổi giãn cơ thật là thoải mái, thật là thư giãn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ like, subscribe và ấn cái nút, cái chuông.